Thưa quý vị, từ thực trạng trồng lúa gặp nhiều khó khăn do sản xuất nhỏ lẻ, chưa gắn kết với thị trường, điệp khúc được mùa mất giá thường xuyên diễn ra. Biến đổi khí hậu, dịch bệnh tác động mạnh mẽ, gây áp lực lớn cho sự phát triển của ngành nông nghiệp của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã tập trung chuyển đổi sản xuất để thích ứng với điều kiện thực tế, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong chuyên mục Kết nối tiêu thụ nông sản hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại một số kết quả đạt được từ việc chuyển đổi, phát triển bền vững cho cây lúa Kiên Giang. Trong những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đã có sự chuyển dịch một số vùng sản xuất lúa tập trung phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, biến đổi khí hậu, các điều kiện sinh thái của từng địa phương. Trọng tâm là quy hoạch vùng 2 vụ lúa chuyên canh, vùng lúa 3 vụ và vùng phát triển lúa tôm. Ngoài ra, chuyển đổi mô hình trồng lúa sang một số mô hình hiệu quả kinh tế cao, tập trung là chuyển đổi mô hình phát triển tôm lúa, lúa màu, trồng lúa trên nền chuyển dụ nuôi cá. Qua việc tổ chức quy hoạch, Kiên Giang đã xác định được vùng sản xuất chuyên canh chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu cũng như nhu cầu thị trường, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đối với sản xuất lúa 2 vụ, toàn tỉnh đã có trên 280.000 ha. Vùng quy hoạch lúa 3 vụ, vụ thu đông có 88.000 ha. Diện tích sản xuất tôm lúa hàng năm của tỉnh đạt trên 60.000 ha. Giai đoạn là 16-20 thì tỉnh nhà cũng đã chuyển đổi gần 30.000 ha về diện tích lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác. Trong đó rất là chú trọng tới việc chuyển đổi cái mô hình tôm lúa ở các cái xã rồi các cái huyện mà tổ chức ven biển mà sản xuất lúa hai vụ kém hiệu quả thì có khoảng 19.000 ha đã chuyển đổi sang cái mô hình tôm lúa hiệu quả kinh tế rất cao cho cái vùng này. Tỉnh Kiên Giang đã đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất giống nông hộ. Qua thống kê, trong giai đoạn trước có khoảng 30% bà con nông dân chỉ tiếp cận được giống chất lượng cao cũng như giống đạt tương đương cấp xác nhận. Còn hiện nay, qua mô hình chuyển đổi giống nông hộ được bà con sử dụng chiếm 60-70% cơ cấu giống chung của tỉnh. Đây là chuyển biến về mặt năng suất và sản lượng rất lớn của tỉnh trong việc nâng cao giá trị. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất giống nông hộ để nâng cao chất lượng hạt lúa hàng hóa, cải thiện thu nhập cho nông dân, đóng góp vào sự thành công của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang quan tâm thúc đẩy liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thông qua sản xuất mô hình cánh đồng lớn, nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng sản xuất tiêu thụ nông sản với nông dân, xác lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa sản xuất chế biến tiêu thụ, tạo ra vùng nguyên liệu ổn định cho chế biến xuất khẩu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó góp phần giải quyết nhu cầu của người sản xuất, khắc phục tình trạng được mùa, rớt giá, giúp nông dân an tâm sản xuất, giải quyết đầu ra cho sản phẩm, nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Chúng ta cũng đã mở rộng với cái diện tích hàng năm bình quân có khoảng 60-80.000 ha là chúng ta đã được các doanh nghiệp là liên danh liên kết từ cung ứng vật tư đầu vào tới liên kết cung ứng đầu ra để đảm bảo cho bà con sản xuất ổn định trong cái tổ chức sản xuất. Đặc biệt là chúng ta hàng năm có trên 4.000 ha chúng ta sản xuất theo cái mô hình việt gáp, lưu gáp và sản xuất lưu hữu cơ để cung ứng cho các doanh nghiệp. Đây là các cái mô hình rất là tiêu biểu để nhân rộng trong thời gian tới, mà đặc biệt là cái nâng cao cái giá trị nông sản của tỉnh nhà trong cái việc tổ chức sản xuất. Kiên Giang có diện tích sản xuất hàng năm trên 700.000 ha, chiếm gần 16% diện tích của đồng bằng sông Cửu Long, là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn nhất cả nước. Qua thực hiện đồng bộ các giải pháp, sản lượng thu hoạch đạt trên 4,5 triệu tấn một năm, tăng gần 5% kế hoạch, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm khoảng 70% trên diện tích gieo trồng, năng suất bình quân 6,23 tấn trên 1 hectare. Cùng với đó, tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục rà soát công tác quy hoạch sản xuất tại địa phương, cũng như từng vùng sinh thái để bố trí cây lúa, làm sao vùng này đảm bảo điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện sản xuất phù hợp ở địa phương để phát triển cây lúa hiệu quả khi bà con tổ chức sản xuất. Từng bước thì ngành nông nghiệp sẽ xây dựng cái số hóa cho cái sản xuất nông nghiệp, trong đó ưu tiên là tập trung cho cái số hóa cho cây lúa và ứng dụng các cái giải pháp kỹ thuật công nghệ cao để tiến tới cái việc mà sản xuất đại trà tập trung sản lượng lớn, cánh đồng lớn phải gắn liền với cái việc ứng dụng cái công nghệ và cơ giới hóa
để mà giảm chi phí, để nâng cao hiệu quả trên một cái đơn vị diện tích cho bà con nhân dân. Ngành nông nghiệp Kiên Giang tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, vừa tổ chức được sản xuất, vừa ứng dụng được khoa học kỹ thuật, đặc biệt là bảo vệ sản xuất trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn, bão lũ, thiên tai. Phối hợp với các ngành các cấp tổ chức tuyên truyền rộng rãi việc tổ chức sản xuất đến bà con nông dân có thể tiếp cận các chủ trương, chính sách, các giải pháp, các mô hình hiệu quả để áp dụng rộng rãi, đồng thời nhân rộng các mô hình này trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng sạch, an toàn, đạt chuẩn, gắn với liên doanh liên kết các doanh nghiệp để tổ chức tiêu thụ đầu ra cho nông dân. Trong đó, chú trọng một số sản phẩm sẽ được doanh nghiệp chế biến đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao để nâng cao chuỗi giá trị, đặc biệt là mặt hàng lúa gạo của tỉnh nhà.